Xin chào mọi người, mình là Mỹ Uyên. Chào mừng mọi người quay trở lại với Thế Giới Bí Ẩn. Hãy cùng nhau khám phá những bí ẩn xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Và hãy nhớ nhấn vào chuông thông báo để nhận những video hấp dẫn thú vị mới nhất của chúng tôi. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu với số lượng người chết và số lượng người nhiễm mới ngày càng tăng cao tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý và Iran. Trước tình hình này, tất cả mọi người đều cần phải có ý thức cao trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và sức khỏe cộng đồng bằng cách tuân thủ những hướng dẫn và quy định phòng chống dịch bệnh. Những năm gần đây, khi mà xu thế hội nhập quốc tế và việc chính phủ mở cửa hơn, đơn giản hóa các thủ tục cấp phép cho nghệ sĩ ra nước ngoài biểu diễn, một số lượng rất đông các nghệ sĩ thường xuyên đi đi về về nước ngoài để kiếm thêm thu nhập và danh tiếng. Điều đáng nói ở đây, trong lúc dịch corona đang hoành hành, nhiều người nổi tiếng khi trở về từ vùng dịch đã phải chịu cách ly. Bibi Trần tự cách ly 14 ngày sau khi trở về từ Hàn Quốc. Hôm ngày 26 tháng 2 trên trang cá nhân, Bibi Trần thông báo nam diễn viên đã trở về từ Hàn Quốc sau chuyến du lịch cùng nhóm bạn. Anh cho biết tôi về sáng hôm qua rồi, giờ tự cách ly tại gia 14 ngày, đã hủy tất cả lịch quay và công việc của tháng này. Trừ trường hợp diễn ở sân khấu là bất khả kháng không nghỉ được, nhưng sẽ cẩn thận để không gây ảnh hưởng đến ai. Theo chia sẻ của Bibi Trần, anh đã được công an khu vực tới làm việc và kiểm tra sức khỏe cẩn thận. Tuy nhiên, để tránh trường hợp vạ lây, nam diễn viên sẽ hạn chế đến chỗ đông người. Tôi cũng xin nhấn mạnh một lần nữa thôi để mọi người không hiểu sai lệch thông tin. Vùng dịch là hai địa phương Daegu và Gyeongsang, còn tôi đi du lịch ở Seoul, nam diễn viên cho biết. Trước đó, hôm ngày 21 tháng 2, Bibi Trần vừa có chuyến du lịch đến Thái Lan. Tiếp đó, nam diễn viên hài cùng nhóm bạn tiếp tục di chuyển đến Hàn Quốc để nghỉ ngơi. Ở thời điểm đó, Hàn Quốc bước vào giai đoạn báo động khi cơ quan y tế số người nhiễm COVID-19 tăng vọt chỉ trong vài ngày. Vì vấn đề này, nhiều chuyến bay và hành trình du lịch đến nước này đã bị hạn chế. Trên trang cá nhân, Bibi Trần cho biết anh không hủy chuyến đi đã lên kế hoạch từ trước. Thay vào đó, thành viên chạy đi chơi chi thực hiện nghiêm ngặt các bước bảo vệ sức khỏe như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Bibi vẫn ổn nha mọi người, vẫn đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên, chỉ có chụp hình mới bỏ ra thôi, nam diễn viên chia sẻ. Châu Bùi bị cách ly sau khi tham dự sao thời trang ở Ý. Vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất sáng nay, Châu Bùi đã được kiểm tra sức khỏe và được yêu cầu cách ly tập trung 14 ngày. Theo quy định từ ngày 29 tháng 2, Bộ Y tế đã áp dụng thêm việc khai báo y tế và cách ly đối với người nhập cảnh về từ các vùng dịch tại các quốc gia Iran và Ý. Được biết, cô nàng đã sang thành phố Milan dự Milan Fashion Week thu đông 2020 từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2. Sau đó, cô nàng tiếp tục đến Pháp để tham gia Paris Fashion Week thu đông 2020. Trên story Instagram, cô nàng chia sẻ, Châu bị cách ly thật rồi, oh my god COVID-19. Một mình về Sài Gòn và đi cách ly vì có thời gian ở Ý trong 14 ngày, khóc 2 tiếng vì nhớ nhà, nhớ Santa Pedro. Vì sức khỏe cộng đồng tiếp sức cho Châu chiến đấu trong 14 ngày tới nào. Ngay sau đó, Châu Bùi đã liên tục cập nhật tình hình đến nơi cách ly tập trung của mình. Thậm chí cô nàng còn đùa là đang tham gia Fashion Week. Ha ha ha, Fashion Week tại Sài Gòn, mọi người dễ thương lắm. Trước khi lên đường về Việt Nam, Châu Bùi đã bày tỏ sự lo lắng với Khánh Linh The Fray về tình hình dịch bệnh COVID-19. Trên trang cá nhân, Châu Bùi cũng chia sẻ hình ảnh cầm theo rất nhiều giấy ăn để tránh chạm vào các địa điểm dễ lây lan virus. Mang rất nhiều giấy ăn để cẩn thận ở mọi nơi, không cầm nắm trực tiếp bằng tay, cô chia sẻ. Về phía Khánh Linh, cô vẫn ở Pháp, viết trên trang cá nhân, người mẫu 25 tuổi cho biết cô sẽ tự cách ly tại nhà trong 14 ngày sau khi về đến Việt Nam. Trong tin nhắn trò chuyện với Châu Bùi, Khánh Linh tiết lộ cô có ý định đổi vé máy bay để về Việt Nam sớm. Chân dài Hà Nội cho biết cô luôn theo dõi sát sao mọi thông tin về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo bị cách ly khi trở lại Việt Nam từ Hàn Quốc. Sau khi trở lại Việt Nam từ Hàn Quốc hôm ngày 23 tháng 2, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nghiêm túc thực hiện tự cách ly tại nhà, khai báo y tế và hợp tác chấp nhận sự giám sát chặt chẽ của cơ quan y tế nơi cư trú. Bên cạnh ông Park, các trợ lý Hàn Quốc cũng thực hiện cách ly và được kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Ông Park và các trợ lý đều nghiêm túc thực hiện quy định cách ly 14 ngày và chuẩn bị trở lại với nhịp độ công việc bình thường. Họ sẽ có khoảng 3 tuần chuẩn bị trước thêm trận đấu quan trọng với Malaysia hôm ngày 31 tháng 3, trận cầu có ý nghĩa quyết định ngồi đầu bảng G vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngày 5 tháng 3, trợ lý Lee Jo-jin và chuyên gia thể lực Park Sun-kim chính thức hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày. Cả hai đều được cơ quan y tế xác nhận đủ sức khỏe và có thể trở lại với công việc bình thường. Ngày 7 tháng 3, huấn luyện viên Park Seo-hwan tất cách ly y tế. Sau khi được cơ quan y tế xác nhận tình trạng sức khỏe, ông Park đã lên đường theo dõi Valley từ ngày 8 tháng 3. Huỳnh Hiểu Minh bị cách ly khi đang quay Quý Ông Nguy Cấp. Trước những tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, rất nhiều hoạt động, sự kiện và lịch trình quay phim, ghi hình của showbiz Hoa ngữ phải tạm thời đình chỉ. Các nghệ sĩ cũng gác lại mọi công việc để đảm bảo sức khỏe của bản thân và gia đình. Trên trang mạng xã hội Weibo, Huỳnh Hiểu Minh đã chia sẻ về cuộc sống bị cách ly suốt nhiều ngày qua.
Cụ thể, nam diễn viên có tham gia bộ phim mang tên Tiên Sinh Nguy Cơ. Vậy nhưng vì lý do dịch Covid-19, các đoàn làm phim phải tạm thời đình chỉ mọi hoạt động. Huỳnh Hiểu Minh cũng bị cách ly tại khách sạn suốt khoảng thời gian dài và không được trở về nhà với vợ con. Nam diễn viên viết trên trang mạng xã hội rằng, thứ phải cách ly là bệnh tật chứ không phải tình yêu, bày tỏ khát khao được ở bên bà xã Angela Baby và con trai bọt biển nhỏ, nhưng vẫn luôn nghĩ về sự an toàn của hai mẹ con. Trong khoảng thời gian bị cách ly tại khách sạn, nam diễn viên chia sẻ anh dành nhiều thời gian để xem phim, nghiền ngẫm kịch bản, đố vui các fan về những bộ phim anh đang xem. Nam diễn viên ca sĩ Trần Tường bị cách ly sau khi bị sốt ở sân bay. Vào tối ngày 29 tháng 2, Trần Tường đã đăng tải hai tấm ảnh trên Weibo với nội dung: "Không về Bắc Kinh nữa, tôi ở nhà mở livestream để tám với mọi người thôi. Có người đến sao? Muốn tôi làm gì nào? Làm đồ ăn, hát, ăn hay uống?" Ngoài ra, Trần Tường còn đăng tải giấy chẩn đoán bệnh của mình. Anh có tình trạng sốt khi bị kiểm tra thân nhiệt ở sân bay từ Cam Túc trở về Bắc Kinh. Lúc đó, thân nhiệt của anh ở mức 37,4 độ C, được nửa ngày thì giảm xuống còn 36,9 độ C. Bệnh viện đã đưa ra phương hướng xử lý dành cho anh. Tiếp tục theo dõi, nếu thấy không ổn có thể đến khám bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, ảnh chụp CT phổi và máu cho thấy mọi thứ đều bình thường. Trần Tường tiết lộ trước mắt anh phải ở nhà, xem ra bệnh viện cho anh ở nhà để thực hiện cách ly tại gia. Nữ MC xinh đẹp Hàn Quốc bị cách ly do nghi nhiễm Covid-19. Ngày 24 tháng 2, trang tin ở Hàn Quốc đồng loạt đăng tải thông tin nữ MC Kim Mina, người dẫn bản tin Morning của đài GTBC, bị nghi nhiễm virus Covid-19 và đang được cách ly. Theo đó, Kim Mina vắng mặt trong chuyên mục thời tiết của bản tin sáng ngày 24 tháng 2 và đại diện đài GTBC thông báo cô có dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19. Trên tài khoản cá nhân, nữ MC cũng thừa nhận cô bị sốt 37,5 độ. Kim Mina khẳng định đây là lựa chọn tốt nhất cho mình và mọi người để tránh nguy cơ lây lan. Ngoài ra, nữ MC xinh đẹp cũng gửi lời xin lỗi vì khiến mọi người phải lo lắng và sẽ thông báo kết quả xét nghiệm sớm nhất. Chung Ha đang bị cách ly do nghi ngờ nhiễm virus corona. Vào tối ngày 28 tháng 2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Chung Ha hiện đang bị cách ly do nghi ngờ bị nhiễm virus corona. Cụ thể, Chung Ha và các nhân viên công tác của mình đang bị cách ly sau khi trở về từ lịch trình chụp ảnh ở nước ngoài và quản lý của cô được xác nhận lây nhiễm virus corona. Bên cạnh đó, có thể Chung Ha sẽ phải dời toàn bộ lịch trình và lùi ngày comeback nếu cô thực sự bị nhiễm. Trước đó, ca sĩ Chung Ha sang Italy dự tuần lễ thời trang từ ngày 19 tháng 2 và không có dấu hiệu của bệnh. Lúc này, dịch Covid-19 cũng chưa bùng phát tại Hàn Quốc. Trong sự kiện này, một người Ý đã đăng trên story trang cá nhân bức ảnh chụp khi cô xuất hiện tại tuần lễ thời trang Milan với chú thích "Virus Corona đến rồi" kèm hashtag Coronavirus. Bài đăng bị nhiều người cho rằng mang hàm ý miệt thị nữ ca sĩ Chung Ha nói riêng và người dân Hàn Quốc nói chung. Bức ảnh nhanh chóng được cộng đồng fan của Chung Ha tại Việt Nam chụp lại và chia sẻ trên nhiều diễn đàn, kèm sự bức xúc. Bên cạnh những cái tên nêu trên, cũng có nhiều ngôi sao khác bị yêu cầu tự cách ly như Song Hye Kyo, IU, Park Min Young, Yang Hae Seo là những người tham dự sau thời trang ở Ý. Quay lại showbiz thì có nữ diễn viên Chu Dan, cô cùng chồng đã ra ngoài để quay phim nhưng sau đó phải lưu lại khách sạn để cách ly, không thể quay về nhà vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Sau khi đoàn làm phim Đại Giang Đại Hà 2 thông báo mọi hoạt động phải ngừng lại, Vương Khải và đoàn làm phim cũng bị mắc kẹt tại khách sạn và không thể quay trở về, hay Thành Long, Tang Chí Vĩ cũng bị yêu cầu cách ly vì tổ chức tiệc rượu. Dù là ai đi chăng nữa thì virus corona cũng không chừa, vậy nên để bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như cộng đồng, nếu được yêu cầu cần cách ly thì mọi người phải nên tuân thủ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!